Cryptocurrency, thị trường tiền mã hóa. Có lẽ rằng rất là nhiều bạn khi mà tham gia vào thị trường chỉ vì một cái mục tiêu duy nhất, đó chính là kiếm thật nhiều tiền trong một khoảng thời gian thật là ngắn. Mọi người thường bị hấp dẫn vào thị trường bởi những cái khối tài sản, bởi những cái bức ảnh ngập tràn cái sự giàu sang, bởi những cái người đi trước họ khoe khoang. Có chăng bạn chỉ đang thấy cái phần nổi của tảng băng chìm. Đầu tư nó là một hành trình, không phải là đích đến. Để mà có được điều này, họ đã phải trải qua cái quá trình tôi luyện rất là lâu trên thị trường, và hành trình đó họ đã phải trải qua những gì. Mình là Simon Tròn và chào mừng các bạn đã đến với Bitcoin Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về 6 giai đoạn trưởng thành của một nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử nhé. Giai đoạn đầu tiên, người mới bước chân vào lĩnh vực này á thường cảm thấy rất là thích thú và hào hứng với thị trường. Nếu như may mắn á, họ có thể là kiếm được một vài lệnh thắng đầu tiên, nhưng mà đa phần là đều là nhờ vào sự may mắn, vì giai đoạn này họ chưa có nhiều kiến thức về thị trường cũng như là chưa trải qua những cái khóa học, những cái quá trình đào tạo hay là tích lũy kiến thức trên thị trường này. Bước qua giai đoạn tiếp theo, sau một vài lệnh thua lỗ, sự thật bắt đầu ập đến và bạn bắt đầu cảm thấy hoài nghi về thị trường, và bạn nhận ra rằng có vẻ như mọi thứ không hề đơn giản như bạn từng nghĩ. Trải qua giai đoạn thứ ba, sau đó một số nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm và học hỏi một ít kiến thức về đầu tư và áp dụng những cái chiến lược đó vào đầu tư. Giai đoạn này các cái lệnh lãi và lỗ hay đang xen lẫn nhau mà không có một sự ổn định rõ ràng. Trải qua giai đoạn thứ tư, các cái nhà đầu tư bắt đầu tôi luyện những cái kiến thức đó, những cái chiến lược giao dịch đó, và họ bắt đầu kiếm được nhiều lệnh thắng hơn, tài khoản bắt đầu đi lên dần. Từ giai đoạn thứ tư bước qua giai đoạn thứ năm, tài khoản đi lên đồng nghĩa với cái sự tự tin tăng mạnh mẽ. Lúc này khái niệm quản lý rủi ro thường bị bỏ qua, những cái nhà đầu tư thường mang tâm lý hung hãn hơn. Đây chính là thời điểm mà họ thường dễ mắc những cái sai lầm nhất, kiếm được tiền nhưng không giữ được tiền. Trải qua giai đoạn cuối cùng, sau cùng khi mà trải qua những cái thua lỗ, một số thì chấp nhận thất bại đó về rời bỏ khỏi thị trường, mà một số ít tiếp tục ở lại và học hỏi những kiến thức đó, cho đến một giai đoạn họ hoàn toàn có thể kiểm soát được và trở thành một bậc thầy đầu tư. Và đó chính là 6 giai đoạn trưởng thành của một nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử. Bạn đang ở trong giai đoạn nào? Hãy comment bên dưới cái phần bình luận để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo của Bitcoin Việt Nam.